Chúa Nhật kính mình và máu Chúa Kitô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6 từ câu 51 đến câu 58. Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Suy niệm: Của ăn thức uống là vấn đề thiết thực trong đời sống con người. Không có chúng, con người sẽ chết đói và chết khát. Muốn sống và phát triển, con người phải ăn uống đầy đủ và đều đặn mỗi ngày. Thế nhưng, trong cuộc sống, nhiều khi con người chúng ta phải bỏ mạng vì ăn uống. Tại sao vậy? Tại vì con người ăn và uống phải những của ăn giả. Có những của ăn thức uống giả thì cũng có những của ăn thức uống thật. Để có của ăn thức uống hàng ngày, Thiên Chúa truyền cho con người phải lao động làm việc. Nhưng không chỉ có thế, Chúa còn truyền dạy con người phải cầu nguyện: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tuy nhiên, lương thực mà Chúa bảo con người phải làm việc và cầu nguyện không phải chỉ là thứ lương thực trần thế mau hư chóng nát, mà còn là lương thực thường trường tồn từ trời cao nữa. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn, đem lại phúc trường sinh. Lương thực thường hay là của ăn thức uống đem lại cho con người sự sống đời này và đời sau, không phải là mana của dân Do Thái khi đi trong sa mạc, hay là thứ gì khác, nhưng chính là lời Chúa. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Quả thật, có người được hiện hữu và được sống là nhờ bởi ngôi lời Thiên Chúa. Nếu không có ngôi lời, chẳng có gì được tạo thành, được hiện hữu và được sống. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Đó là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Người là con một và là quà tặng tình yêu của Đức Chúa Cha ban cho trần gian. Nhờ qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh,
người đã trở nên bánh hằng sống cho trần gian. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Chúa Giêsu là của ăn thức uống thật, là bánh hằng sống, là lương thực trường tồn từ trời xuống để cho thế gian được sống. Nhưng Chúa chỉ trở thành bánh đích thực, bánh hằng sống và lương thực trường tồn từ trời xuống để nuôi dưỡng chúng ta. Khi chúng ta tin vào Người và ăn thịt của Người trong bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể trong thánh lễ là bữa tiệc của Thiên Chúa ủy thác cho giáo hội cử hành mỗi ngày ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Qua đó, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lương thực hàng ngày là lời Chúa và bình máu Thánh Chúa Giêsu. Ai sống đời đời, đời này và đời sau nữa, thì hãy siêng năng tham dự thánh lễ và rước mình máu Chúa, ít là mỗi năm một lần trong mùa phục sinh. Vì khi rước lễ, chúng ta thật sự được rước mình và máu Chúa Giêsu trong cái chỉ còn là hình thức của bánh và rượu, chứ không phải là bánh và rượu. Chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa. Chúng ta sống nhờ Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Chúa làm cho chúng ta được kết hợp mật thiết với Người và với nhau. Chúa Giêsu là quả quyết và dạy chúng ta như thế. Thánh Phaolô cũng đã từng xác tín và dạy rằng, khi ta nâng chén chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể Người sao? Chỉ có một tấm bánh, và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cùng tấm bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì yêu thương chúng con và muốn cho chúng con khỏi chết đói, chết khát đời đời, Chúa đã lấy chính mình, thịt máu Ngài, nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến với giáo hội, ngang qua thánh lễ, để cầm lấy Chúa mà ăn, mà uống mỗi ngày. Amen.